Dạ vâng, thân ái chào Tái Ngộ các bạn. Hôm nay là đúng ra là technically là đã là qua ngày 2 tháng 3 năm 2023. Nhưng mà Khải bắt đầu chuẩn bị máy móc là tối ngày 1 tháng 3 năm 2023. Thì giống như Khải mới ghé ngang qua Phước Lộc Thọ, sẵn dịp anh Vũ Hoàng Lân, Phố Bô Sa TV có đi chung với anh Vũ Lê để gọi là lưu niệm, ghé ngang Phước Lộc Thọ để tạo thành đánh dấu một cái dấu mốc lịch sử đối với ít nhất đối với hai người và Phố Sa TV qua cái quan hệ với hãng xe VinFast, tức là anh Du Lê là một trong những người đầu tiên nhận được xe VinFast, tức là chính thức được giao xe, tức là anh Du Lê cộng tác viên, nếu không nói là phụ tá hay là partner của anh Vũ Hoàng Lân, biên tập viên cũng như là sứ ngôn viên của Phố Bô Sa TV, là một trong ít người đã công khai đặt hàng, phải nhớ mang máng là công bố đó là mà đặt mua 10 chiếc, thì là một trong những người đầu tiên đã mua xe VinFast, đã được giao xe. Và anh là người ít nhất theo Khải qua cái sự công bố của anh Vũ Hoàng Lân và anh Andrew Lê là người đầu tiên chủ xe VinFast đã đến Phước Lộc Thọ, lái xe VinFast đến Phước Lộc Thọ sau khi anh lái xe VinFast chạy thử trên freeway sau khi được giao xe. Và Hải Anh đã ghé lại Phước Lộc Thọ để chụp hình lưu niệm, đánh dấu là chiếc xe VinFast đầu tiên có mặt ở Phước Lộc Thọ, và anh là xe VinFast chính chủ đầu tiên đã đến Phước Lộc Thọ và đã chụp hình, cũng như qua cái livestream của hai anh trên Phố Bô Sa TV thì đã có kêu gọi đồng hương ghé đến chung vui. Hoặc là thì Khải lúc đó mới lên xe chuẩn bị đi mua đồ ăn thì mới ghé ngang. Thành ra các bạn thấy trong lúc đó Khải mặc áo nó phồng phền, Khải có cái áo jacket đây mà phồng phền cái áo trong, thì mình tính kéo áo lên mà coi như là nhờ anh Ru Lê giữ giùm cái máy để mình kéo áo lên. Nói chung trời nó cũng lạnh, cũng không phải vì quá lạnh mà phải kéo áo, nhưng mà tại vì lúc mà mình ra thì cái áo bên trong là giống như có dạng áo nhà mình mặc lúc ngủ với lúc ở nhà thôi, mình khoác cái áo ngoài tính đi mua đồ ăn thôi thì mới ghé ra đó. Nhưng mà cái lúc mà kéo áo kéo nút thì mình lại cái jacket này lấy cái vạt này mà nối với cái vạt kia, tức là cái vạt lấy cái khóa của cái áo ngoài tính móc vào cái vạt áo của áo trong, thành ra cái nó không có gọi là không có kéo lên được. Thì Khải về xem lại thấy nói chung có thể khán giả không để ý, nhưng mà mình thì mình thấy nó hơi kỳ, nó luộm thuộm, cũng như mình hình ảnh nhìn nó có vẻ không tôn trọng khán giả thì Khải xin lỗi. Cũng như là hồi nãy Khải có ra ngoài cũng là chung vui, cũng là muốn ăn ké, chụp ké cái bức hình, thì anh Vũ Hoàng Lân có cho Khải cái cơ hội đó để mà anh Vũ Hoàng Lân chụp giùm cho Khải một cái selfie, thì hy vọng là Khải sẽ xin anh cái hình đó. Nhưng mà có cái là Khải quên chúc mừng anh Andrew Lê, tức là cũng có xe mới, rồi cũng là một là người đầu tiên công khai can đảm hay là gì đó là đã nhận được xe từ VinFast. Tại vì theo công bố chính thức thì VinFast chỉ gửi qua bên Mỹ mới có 999 chiếc, và hôm nay là ngày đầu tiên họ chính thức giao xe. Và anh Andrew Lê của Phố Bô Sa TV là người một trong những người đầu tiên được nhận xe, và coi như là như anh Andrew Lê nói là đã đăng ký có bảo hiểm và chính thức là sẽ lưu thông trên đường phố Cali. Thì chúc mừng anh. Hồi nãy thì Khải ra ngoài đó lung tung thì Khải không có nhớ để chúc mừng anh. Đó là một. Điều thứ hai là Khải xin lỗi, là giống như Khải nói, có lúc mà Khải lên xe đó thì là không có ý định làm chương trình, thì lên xe tính đi mua đồ ăn thì thấy livestream của anh Vũ Hoàng Lân, thì thấy mình cũng trong khu Phước Lộc Thọ thì mình ghé qua và hai anh vẫn còn ở đó, thì mình ghé lại thôi, tính là chụp ké cái hình với sẵn thì cũng chúc mừng thôi. Nhưng mà anh Vũ Hoàng Lân thì có phỏng vấn mình chút đỉnh, cho mình cơ hội phát biểu. Và một lần nữa Khải xin
lỗi là nhìn có vẻ lộn xộn, là lý do là như vậy, mình không có chuẩn bị ra để làm chương trình. Điều thứ hai nữa là đối với những khán thính giả của Khải thì giống như Khải trình bày, Khải không có chủ ý tính làm chương trình, thành ra cái máy phone của Khải là nó đã hết pin rồi, thành ra khi mà Khải cầm máy ra thì Khải chỉ tính là còn bao nhiêu thì quay bấy nhiêu, Khải chỉ tính quay cái xe, quay chung quanh cái xe rồi chúc mừng anh Lule thôi. Thành ra khi mà đứng nói chuyện với anh Lân thì Khải về coi lại thì những cái góc quay của mình, tại vì các bạn biết như Khải nói là Khải có tính kéo cái phẹt material lên, mà lúc đó là nhiều khi mình đầu óc mình lo trả lời phỏng vấn, thành ra mình không có, tức là cứ là loay hoay đó. Thành ra cái một tay cầm phone, thành ra đối với khán thính giả của Khải thì Khải xin lỗi là hồi nãy thì khi mà quay như vậy thì cái hình ảnh nó quay trên trời dưới đất, quay chân, quay bụng người ta, quay bụng của anh Lân này kia thì nó rất là kỳ. Thành ra có thể phải về phải coi, phải có thể phải giấu cái clip đó đi, và Khải sẽ xin phép anh Lân để cắt cái phần của anh Lân quay Khải để Khải up lên để các bạn xem cái phần phát biểu của Khải. Với thứ hai nữa là Khải có đọc cái comment thì có thể một số khán thính giả là đã hiểu lầm, tại vì giống như Khải nói, trong lúc mà Khải ra như vậy thì Khải tính quẹo vô trong Phước Lộc Thọ thì lâu lắm rồi Khải không có lái xe vô Phước Lộc Thọ, thành ra khi Khải cua xe vô thì Khải cũng đang tìm tìm mấy ảnh thì đã thấy ánh đèn, thấy một nhóm người là Khải đoán là mấy ảnh rồi, nhưng mà khi mà Khải đưa đầu xe vô thì thấy là cái đó là cái lối ra, mặc dù đã là lúc đó là cũng 9-10 giờ rồi, mới 8-9 giờ thôi ban đêm, nhưng mà tại vì cái thói quen mình thấy nó là cái mũi tên chỉ ra, mà mình không biết là họ có cài đinh gì ở dưới không. Thành ra khi mà Khải cua xe vô thì Khải thấy đó là cái lối ra, mà nhìn phía bên trên thì cái đường vào họ đã khóa, họ đã chặn lại rồi. Thành ra Khải phải đậu xe qua bên phía bên góc khác, tức là các bạn xem cái phố Sa TV thì sẽ thấy là Khải đậu xe ở phía bờ dậu hàng rào. Không phải là Khải né tránh gì hết, nhưng mà tại vì khi Khải đưa đầu xe vô thì đó là cái lối ra chứ không phải lối vô. Thành ra Khải sẵn Khải đậu xe đó. Thì khi mà Khải ngừng xe lại thì Khải thấy mấy anh chuẩn bị đi về rồi. Thành ra Khải mới mà mở cốp xe ra thì không có đồ nghề, tức là cái chân máy đồ này kia thì không có. Mặc dù Khải có mang theo mấy cái phone khác là với hình thức là máy quay của Khải đó, Khải có mấy cái phone nó mới hơn, tối tân hơn thì Khải dùng để làm máy quay. Thì trong xe thì Khải có mang theo phone xịn, nhưng mà cái chân máy thì không có. Thành ra Khải lay hoay tìm thì không thấy chân máy, thành ra Khải mới lấy cái phone của Khải để Khải gọi là quay, gọi là mình gian liền quay gấp thôi. Thành ra khi mà Khải bấm cái live á thì đâu có thời giờ để mà điều chỉnh chữ nghĩa đâu, thành ra cái hàng tiết đó thì Khải đề cái chữ là review saving fast, là tại vì nó gấp ngắn gọn để mình biết như vậy thôi. Thành ra một lần nữa, nếu mà các bạn nào mà hồi đầu mà vô mà thấy Khải đề là review VinFast á, mà nghĩ là Khải cái clip đó là để Khải review xe VinFast á, thì có thể là gây ngộ nhận. Thì một lần nữa Khải cũng xin lỗi là Khải đã gây hiểu lầm. Khải không hề có ý định là review xe VinFast. Điều thứ nhất là tại vì Khải, giống như Khải nói, Khải không có cái điều kiện cơ hội để lái xe VinFast hoặc là tìm hiểu cái xe của họ, thành ra Khải không có cái ý định review. Rồi vấn đề là giống như Khải nói, nếu mà như là lúc đó mà anh Vũ Hoàng Lân hoặc là anh Andrew mà có offer đề nghị cho Khải lái thử rồi mở xe cho Khải coi, rồi cũng giới thiệu xe để Khải có cơ hội Khải sờ mó, Khải ngắm nghía, hoặc là Khải tìm tòi, Khải gọi là tìm hiểu sơ sơ đó, thì ít nhất Khải còn có cái điều kiện để mà gọi là review ở một cái gọi là cái hiểu biết, ít nhất đối với cái trải nghiệm cá nhân của mình là đã được rờ cái ghế xe, đã được đóng cửa, giọng cửa xe, mở cốp xe, đã thắng rồ ga, ví dụ như vậy. Nhưng mà hoàn toàn Khải chưa có cái cơ hội đó, thành ra hoàn toàn không có cái chuyện mà review. Thì Khải đã chỉnh sửa lại cái tựa đề, tức là Khải chỉ ghé ra để chia vui với anh Lê và tính ngắm cái xe,
Và Khải hy vọng thì trong cái clip của Khải thì Khải cũng cố gắng Khải quay được cái gọi là cái hình ảnh bên ngoài của chiếc xe của anh Andrew Lê. Thì một trong nhiều chiếc xe, một trong nhiều cái thể loại xe của VinFast, chứ không đại diện cho tất cả xe VinFast, nhưng mà ít nhất Khải cũng đến Phước Lộc Thọ để ghi lại một số hình ảnh của chiếc xe VinFast của anh Andrew Lê. Thì cứ coi đó là một hình thức coi như là gọi là phóng sự mình ăn liền ngắn gọn để ghi lại cái hình ảnh đó thôi. Thì trong tương lai thì nếu mà có điều kiện, tức là giống như Khải nói hồi xưa Khải làm còn cộng tác với những cái đài truyền hình địa phương đó, thì khi quý vị nào mà thấy mỗi tối mà Khải lên Khải ngồi, Khải thao thao bất tuyệt, Khải ngồi Khải chia sẻ cái cảm nghĩ của Khải á, chứ Khải không có đọc cái prompter, Khải không có ghi chép sẵn, coi như là cái người bên cạnh hay là nếu mà kêu Khải nói về đề tài gì thì Khải cứ ngồi Khải chia sẻ vậy thôi. Nhưng mà không có nghĩa là Khải chủ quan, Khải nói theo cảm tính. Thường khi mà cái chủ đề nào mà Khải quyết định Khải tham gia, Khải bày tỏ ý kiến đó, thì ít nhất Khải phải có quá trình, tức là tham gia, trải nghiệm, tìm hiểu nhiều hơn người khác. Và nếu mà Khải có điều kiện ngay ngày hôm đó, giống như hồi xưa Khải mặc dù nghèo nhưng mà Khải trả tiền đài cable TV đó, một tháng 100+ đô một tháng, có nghĩa là tất cả những cái chương trình về TV, nó gọi là news network đó, những nhà bình luận gia, họ những cái xã hội Tây phương Hoa Kỳ Khải ở đó, thì những cái đài news network, những cái hệ thống truyền thông quốc gia quốc tế đó, thì họ có 24/24 chương trình tin tức. Tức là Khải đang nói news network nha, tức là những cái hệ thống chuyên về tin thôi, chứ không có phải là hệ thống truyền hình mà có tạp kỹ rồi có đủ thứ những chương trình giải trí. Tức là Khải đang nói đây là Khải trả 100+ đô la một tháng để có tất cả những cái chương trình news network BBC hay là của Nhật, của Nga, của gì là Khải có hết. Để mà sao 24/24 là họ đều tập trung, bất cứ có chuyện gì mới xảy ra trên thế giới là họ sẽ đưa tin lên liền. Nhưng mà cái quan trọng Khải xem là xem những cái chương trình bình luận, tức là họ luôn luôn là gọi là cái dạng bàn tròn đó, họ có những cái nhóm người, hồi đó Khải hay xem giả dụ như Crossfire hoặc là The Five, tức là họ cái chương trình của Fox News họ có 5 người, thì trong đó có 3 người là Cộng hòa cực đoan, 1 người là Cộng hòa Trung Dung và 1 người là phe Dân Chủ, để mà họ ngồi lại họ phân tích và đôi lúc họ sẽ có tranh luận, tại vì họ là làm theo hợp đồng mà, có nghĩa là cái nhóm 5 người đó là họ sẽ ngồi nói chuyện với nhau hàng ngày, bình luận với nhau hàng ngày và hợp đồng cả năm trời, và có nhiều người làm việc với nhau nhiều năm trời, thành ra họ không có phải là lên mà ngồi cứ tranh cãi để mà chia tay, có nghĩa là thường là bình luận, nhận định. Tức là mỗi người sẽ được hỏi về cái đề tài đó và họ chia sẻ cái suy nghĩ, cái hiểu biết, cái nhận định của họ cũng như cái dự đoán của họ. Và đôi lúc thì họ cũng sẽ có cái sự bất đồng ý kiến, nhưng mà cùng lắm họ chỉ nói là ồ tôi thì tôi không nghĩ như vậy, theo tôi nó sẽ như vậy, nó là như vậy. Rồi bên kia cũng nói ồ thật sự nó là như vậy. Chỉ trừ trường hợp giả dụ có người không nắm đủ thông tin, bị cái người kia gọi là bắt bài á, bắt dò đó, thì họ sẽ nói ồ thật sự á là như vậy như vậy. Thì cái người mà thiếu thông tin á, khi mà nghe xong thì họ nói ồ ok, nếu vậy thì tôi xin lỗi, té ra là tôi không nắm được thông tin, té ra là tôi thiếu hiểu biết, ok nếu vậy là đúng tôi sai. Nhưng mà họ không có cái nhu cầu để mà tranh thắng, để mà triệt hạ đối thủ, để mà chứng minh, để mà thể hiện gì hết. Thì Khải theo dõi những cái chương trình đó. Và thường á, thì Khải phải xem, giả dụ Khải nói về đề tài Ukraine, thì giả dụ như trong một tuần đó thì Khải không phải Khải quay, Khải không có đi làm, Khải không có một cái gánh nặng gì hết, không có quan hệ bồ bịch, hay là không có gia đình, không có phải chăm sóc, không phải lo lắng, kêu mang cho ai hết. Mà Khải cũng không có nhu cầu phải hưởng thụ, phải ăn chơi, phải giải trí, phải hồi xưa cách đây 10-20 năm thì ngày nào Khải cũng đi chơi thể thao 10+ tiếng, 5-6 tiếng. Còn bây giờ 5-10 năm nay Khải cũng không đi ra ngoài chơi thể thao luôn. Thành ra hầu hết thời giờ của Khải
là hãy xem tất cả những cái chương trình bình luận, nói đơn giản là vậy, mà gọi là chính thống á, chính thống mà những cái chương trình nổi tiếng nhất, quan trọng nhất đó, mà hoặc là những cái sự kiện mới nổ ra đó thì Khải phải xem hết. Khải xem hết thì sau đó rồi Khải bắt đầu mình cũng tự mình đúc kết lại, rồi mình có cái sự chọn lựa riêng của mình, thì đến lúc đó Khải mới dám lên ngồi trên đài để mà chia sẻ với đồng hương. Thì trở lại thì cái VinFast cũng vậy, đó là lý do tại sao mà Khải nói Khải sẽ không có review cho đến khi ít nhất Khải phải bỏ cái thời gian để Khải tìm tòi nghiên cứu, cho đến khi nào mà Khải nghĩ mình nắm bắt, mình hiểu biết được một số thông tin mà ít nhất là nhiều hơn những cái người bình thường không có thời gian để mà tìm hiểu. Đương nhiên là mình không thể nào biết bằng những người trong cuộc, giả dụ những người mà có quan hệ, có làm ăn với VinFast, hoặc là những người mà đã theo dõi trước Khải, thì đương nhiên mình cũng không thể biết nhiều hơn họ được, thì Khải cũng không có cái nhu cầu để mà thể hiện, để mà cho rằng là mình phải biết nhiều hơn hơn những người khác. Nhưng mà ít nhất mình phải biết nhiều hơn khán thính giả bình thường, những cái người không có thời gian để mà tìm hiểu, thì lúc đó thì Khải mới dám chia sẻ cái nhận định của mình. Ở một cái chừng mực nào đó thì nó là cũng là một cái dạng, nó gọi là expert, tức là cái nhận định của mình nó mới có giá trị. Có nghĩa là ít nhất mình cũng có một số hiểu biết, một số những cái thông tin nào đó mình cũng đã bỏ ra một số thời gian, bỏ ra một số công sức để mà mình nghiên cứu tìm tòi, thì mình mới cung cấp được những cái thông tin, mình mới chia sẻ được cái nhận định đó với khán thính giả của mình. Nhưng mà hồi nãy Khải về nhà, trước khi Khải ra đây đó, thì Khải có xem một cái chương trình của cô bé Kẹo Ngọt Bosa, thì Khải cũng rất là ngạc nhiên. Có nghĩa là mấy bữa nay thì Khải thường, giống như anh Nguyễn Hồng Phúc nói đó, có thấy quý vị nào mà biết Khải qua Facebook thì có thấy Khải chia sẻ những cái chương trình của Kẹo Ngọt Bosa, nhưng mà chủ yếu là Khải thấy là cô ta có những cái can đảm dám dấn thân để mà tham gia, để mà gọi là phanh phui vạch trần những cái sai trái của những cái gọi là rác rưởi, thành phần rác rưởi trong cộng đồng ở Busan này. Thì đối với Khải, mặc dù Khải không dám nói là Khải cùng chiến tuyến với cô Kẹo Ngọt Busan, cùng đẳng cấp hay là cùng phe nhóm gì hết, nhưng mà ít nhất riêng về những cái nhận định của Candy đối với những băng đảng mà Khải coi là bất hảo, mafia, bịt bợm như là Nguyễn Quốc Lân, Charlie Nguyễn Mạnh Trí, Trí Tạ, Ngô Kỷ, Nam Quan, Andrew Đỗ, Trần Thái Văn, ví dụ như vậy, Bùi Mạnh Cường, Lê Công Tâm, thì Khải hầu như đồng ý và rất là ủng hộ, ngưỡng mộ bé Kẹo Ngọt Busa ở cái lĩnh vực đó. Nhưng mà hồi nãy Khải xem Kẹo Ngọt Busa chia sẻ một cái hình thức review về VinFast, thì Khải cũng rất là ngạc nhiên. Khải nghĩ nếu mà như Khải hồi nãy mà quý vị nào hỏi Khải, kêu Khải mà review về hoặc là đưa ý kiến nhận định về VinFast á, thì Khải nghĩ Khải cũng chỉ thể có thể nói được như vậy thôi. Nếu mà lúc đó mình sáng suốt, mà mình bình tĩnh, rồi mình có thời gian để mình chuẩn bị câu từ chữ nghĩa ý tưởng, thì mình cũng chỉ nói được như vậy thôi. Thì những cái điểm chính phải thấy là như vậy, giống như Khải nói là nương theo những cái ý của Candy Đặng đó, thì Khải nghĩ đúng. Có nghĩa là cái vấn đề đây nó, nếu mà những cái người nào mà chỉ vì chống cộng mà đi bài xích, chống phá, bôi nhọ VinFast, chúc giữ, chù ẻo, nguyền rủa VinFast, thì Khải thấy nó không công bằng. Chưa kể là như vậy Khải cũng không đồng ý, Khải không có ủng hộ cái chủ trương đó. Tại vì mình phải hiểu, giống như nãy Khải chia sẻ với Phố Busa TV, Khải nghĩ nếu mà như là Việt Nam mình bây giờ, quý vị có ngồi nhắc đến chuyện xưa, nó hồi xưa mình có la Đà Lạt, nếu mà cộng sản đừng chiếm miền Nam, thì bây giờ là miền Nam đã có hãng xe, cái chuyện đó là chuyện nó đã không xảy ra, đúng không ạ? Cái chuyện quá khứ, tiếng Anh đó là what if, cái chuyện nói ồ nếu nếu mà như vậy, nếu mà như kia, thì mình có thể mình ngồi mình đưa ra cả ngàn cái kịch bản nếu,
cái chuyện nếu nó không xảy ra rồi không nói nữa, bây giờ cái hiện tại và tương lai, thì cái hiện tại là rõ ràng Việt Nam mình chưa có, ít nhất đối với Khải, chưa có một cái hãng xe hơi nào hết. Mà một cái quốc gia ở trong cái thế kỷ 21 thì mình phải hiểu giống như Nhật, những cái quốc gia hồi xưa là nhược tiểu Á Châu mà bây giờ từ từ họ trở thành cường quốc, họ bắt đầu họ có thể sánh ngay cạnh sánh vai hoặc là cạnh tranh ngang bằng hoặc là vượt qua mặt những cái nước cường quốc Âu Châu thời xưa, tức là bây giờ họ đã qua mặt Ý, qua mặt Pháp, qua mặt Hy Lạp, ví dụ như vậy, là họ phải có những cái kỹ nghệ nặng, họ có những cái hãng xe sản xuất đóng tàu hoặc là Samsung làm hàng gia dụng, tivi, tủ lạnh, phone. Bây giờ Việt Nam mình mới chỉ là gia công thôi. Còn cái chuyện mà anh Phạm Nhật Vượng ảnh có gọi là những cái sản phẩm trí tuệ, có nghĩa là VinFast có phải là sản phẩm 100% do Việt Nam sản xuất hay không, do kỹ sư Việt Nam mình nghĩ ra hay không, những cái đinh ốc, những cái bánh xe, những cái gọi là software, là những cái chương trình, đúng không, những cái dữ liệu phần mềm, có phải là hoàn toàn do Việt Nam sản xuất hay không, mình không biết. Nhưng mà ít nhất ông Phạm Nhật Vượng, Vingroup, người ta đã có cái hoài bão, người ta muốn thành lập một cái hãng xe, và theo Khải hiểu là họ đã xin được giấy phép và họ đang xây dựng nhà máy ở North Carolina. Và cách đây đã từ 10 năm, khi mà Khải quen biết một số bạn bè, khi mà Khải đi qua miền Đông Khải chơi, thì có một số những người đã nói với Khải là họ nghĩ là North Carolina sẽ là một nơi sẽ là phát triển này nọ. Tức là cách đây 10 năm đã có một số người Việt Nam, và những người này Khải xin lỗi, họ nói họ cũng là họ hàng với ông Nguyễn Tấn Dũng, tức là họ cũng có một số thông tin nào đó chứ không phải là đơn giản. Và họ đã nói là họ chuẩn bị mua đất đầu tư cơ sở, thay vì bạn bè ở đây nói chuyện với nhau kêu sao không, tức là họ cũng có tiền, nói sao không về Cali, sao không mua nhà Cali, thì họ nói là họ suy đi nghĩ lại, kể cả sao không mua nhà ở Arizona. Lúc đó Arizona một căn nhà xây hoàn toàn xong hết rồi, có vườn đất rộng mấy ngàn square feet mà chỉ có mười mấy ngàn đô la một căn thôi. Tức là mọi người lúc đó là, các bạn còn nhớ cái thời gian mà Las Vegas mà bị nhà bị bỏ trống, bị phá sản đó, bị tịch thu đó. Thì Arizona mua một căn nhà mà có tiền mặt chỉ cần có mười mấy ngàn, hai ba chục ngàn là mua được căn nhà mới xây hoàn toàn. Khải ở đó Khải thấy rất là đẹp. Nếu mà cái nhà đó ở San Jose thì phải mấy trăm ngàn đô, còn ở Orange County thì cũng phải mấy trăm ngàn đô, nếu mà không nói là gần một triệu đô. Tức là một căn nhà mới như vậy, xây cũng với một cái thiết kế rất là hiện đại, rất là đẹp, mà vườn rất là rộng, cũng có cổng kiết sân cỏ, rồi cũng có sân cỏ trước rồi sân sau, rồi kể cả vườn có cái barbecue bằng đá rất là lớn rộng mà có mười mấy ngàn đô la thôi. Thì họ nói không, họ quyết định mua ở North Carolina. Để quý vị biết rằng là cái chuyện mà ông Phạm Nhật Vượng, nếu mà những người nào không theo dõi, tại sao mà thằng cha này tại sao không về Cali mà mở hãng, hay là mở hãng ở những cái nơi nào nổi tiếng nhiều người biết. Tôi chưa từng nghe cái tiểu bang North Carolina là cái tiểu bang gì, tôi chưa bao giờ nghe. Thì phải nói để các bạn biết là thật sự ít nhất là một số người Việt Nam trong nước, mà phải nói nha, thứ nhất là họ thành đạt ở Hoa Kỳ, họ là họ hàng ông Nguyễn Tấn Dũng, mà cách đi hơn mười mấy năm rồi là họ đã chuẩn bị đầu tư ở North Carolina rồi. Thành ra cái chuyện bây giờ ông Phạm Nhật Vượng ông xây dựng nhà máy ở North Carolina là không có phải một cái chuyện ngẫu nhiên, cũng không phải là một cái chuyện mà bịt bợm. Nếu mà nhiều người nghĩ rồi ông này chắc ông qua cái chỗ khỉ ho cò gáy nào để ông xây dựng nhà máy, là tại vì ở đó ông mới bịt được, ông mới giấy tờ dễ dàng rồi không ai biết, thành ra ông mới dễ để mà ông bịt, thì phải không nghĩ như vậy. Thì trở lại cái cô Candy Đặng á, cô nói như vậy thì Khải mới thấy đúng ở cái điểm này, có nghĩa là chúng ta bây giờ nó còn quá sớm để mà có thể gọi là nhận định, có thể mà review, gọi là đóng đanh, gọi là tung hô, hoặc là tẩy chay.
Thì giống như Khải nói là mà quý vị nào Khải qua đây 1980 thì Khải còn nhớ trên những cái chương trình mà truyền hình địa phương Jay Leno hoặc là David Letterman á, tức là ở, giống như ở Việt Nam mà quý vị xem mà gì đó, những cái chương trình sớ táo quân cuối năm á, cả nước đều hoặc là những chương trình mà chung kết đá banh á, có nghĩa là cả nước mọi người đều tập trung vô xem đúng không ạ? Thì những cái chương trình mà late night show này nó cũng như vậy, kính thưa quý vị, ở Hoa Kỳ đàn ông những người lớn tuổi á, nó là một cái truyền thống, một là coi Super Bowl hoặc là những giới trẻ là những cái trận banh cà na, những trận banh bóng chày, còn hồi xưa Khải xem basketball. Thì hầu hết là những cái chương trình đó là đều thu hút được cái sự theo dõi của đại đa số nam, gọi là quần chúng nam giới. Còn cái chương trình ban đêm 11:30, cái chương trình của một cái người mà ngồi phỏng vấn, tức là anh ta là một cái người là diễn viên hài hoặc là một cái người có đầu óc rất là thâm thúy, nó gọi là sense of humor đó, rất là có một cái sự suy nghĩ rất là tinh tế và mang tính hài hước, thì họ sẽ có một cái ban nhạc phụ họ giúp vui để lúc nào cũng có chơi nhạc, và anh ta sẽ có những cái đầu chương trình thì sẽ có một cái phần ngắn để mà nó gọi là độc thoại, để anh ta lôi những cái chuyện mà thời sự ra để mà biến nó trở thành những cái chuyện cười, tức là theo cái góc nhìn, theo cái cách trình bày của anh ta thì những cái chuyện thời sự, những cái lời tuyên bố của những nhân vật này, những nhân vật kia, thay vì có thể người đó là tuyên bố ra tranh cử thì anh ta sẽ biến nó trở thành một cái câu nói mang tính hài hước. Thì những cái chương trình đó là được đại đa số, ít nhất là nam giới họ theo dõi. Ý Khải nói đây là để biết cái ảnh hưởng, giống như Nguyễn Phương Hằng vậy đó, tức là cái ảnh hưởng của những cái chương trình ban đêm đó, không phải nói là cái chương trình ban đêm là ma chê quỷ hờn không ai xem. Những cái chương trình ban đêm đó là thời Khải mới qua đây, khi mà Khải học trung học, bắt đầu lên học đại học đó, thì là đêm nào Khải cũng thức khuya Khải xem những cái chương trình đó. Thành ra Khải biết những cái chương trình đó thì là được cái số lượng người xem là phải hàng triệu, nếu mà không nói là hàng chục triệu người xem. Và cái ảnh hưởng của họ rất là lớn. Thì Khải còn nhớ khi mà cái thời Khải qua, họ nhắc đến xe Nhật thì họ cười, họ diễu, giống như anh ta diễu. Quý vị, tại vì hồi xưa Khải đi học, Khải lái chiếc xe Civic mà, chiếc xe Honda Civic 2 cửa. Các bạn biết xe Honda Civic 2 cửa những lúc đó là bốn máy, cái dung gọi là cái mã lực của nó là hình như là bốn máy thì chắc có chừng 120 mã lực hay gì đó, đại khái như vậy, không biết được không, hay là 40 mã lực gì đó, Khải không nhớ, nhưng mà nó là bốn máy nhỏ và nó là hai cửa. Nó bây giờ giống như các bạn xem những cái xe Smart bây giờ nó trở lại đó. Nói chung là họ cười, họ chế giễu, họ nói là cái xe này không biết, tại vì anh chàng mà Jay Leno là ảnh là cao 6'2", 6'1" gì đó, tức là anh ta cao khoảng 2 thước mấy. Thành ra anh ta cười, anh ta nói cái xe đồ chơi trẻ con này mà sao mà nó nhập qua nước mình, mà không biết là tao ngồi là coi như là tao phải kéo cái ghế ra tận ra đụng cái cửa kính đằng sau tao mới ngồi được, thì làm sao mà lái. Rồi ý anh nói là cái xe bằng cái lon sữa bò này á, tức là cái vỏ xe, khung xe là hồi đó Nhật họ cũng còn đơn sơ, họ cũng còn nghèo lắm, tức là họ lấy những cái tấm thiết tôm để họ ép thành cái sự khung xe, thì họ chế giễu. Thì kính thưa quý vị, mà thực sự là như vậy. Thì cái thời Khải qua đây là 1980, mà các bạn biết là thời đó xe Toyota còn bị chê cười, còn bị đem ra làm trò cười. Có nghĩa là cái anh Jay Leno ảnh mang cái xe Civic lên. Và quý vị phải hiểu, anh Jay Leno là một người rất là mê xe. Anh ta là bây giờ, anh ta thật sự có cái khả năng trở thành tỷ phú trước rất là nhiều người. Bây giờ là biết bao nhiêu những cái người mà làm trong chương trình giải trí, tức là những minh tinh trở thành tỷ phú rồi. Nhưng mà cái thời Khải qua đó là cái anh Jay Leno này, lúc đó là ông Johnny Carson, thời 80 là Johnny Carson, đến thập niên 90 thì anh Jay Leno anh mới là thay thế. Nhưng mà ý Khải nói là cái anh Jay Leno này ảnh có thể trở thành tỷ phú vào cái thập niên 90 rồi, trong khi thập niên 90 thì những người như là Magic Johnson là lương mới có $1,000,000 một năm, ông Magic Johnson bây giờ cũng là tỷ phú rồi. Rồi những người như mà
Michael Jordan rồi này kia, Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird, ví dụ như vậy, Tiger Woods, ví dụ cái thời mà thập niên 80-90 thì mới kiếm được một vài triệu thôi, chưa có ai là tỷ phú hết. Bây giờ Tiger Woods cũng là tỷ phú, Michael Jackson cũng, Michael Jordan cũng là tỷ phú rồi, đúng không ạ? LeBron, James LeBron, LeBron James cũng là tỷ phú rồi. Bây giờ tỷ phú là đầy hết rồi. Nhưng mà cái thời mà Khải nhớ thập niên 80-90 đó, cái đồng tiền nó giá trị lắm và rất là ít tỷ phú. Lúc đó chỉ mới có Bill Gates nổi tiếng là tỷ phú thôi. Thì cái anh Jay Leno này thời đó, nếu mà anh mê tiền, anh đó là tỷ phú rồi. Tức là cái đẳng cấp của anh đó, cái ảnh hưởng của anh là lúc đó trên nhiều người lắm. Nhưng mà anh ta cũng vẫn là triệu phú đại khái nhiều, gọi là nó gọi là đa triệu phú thôi. Nhưng mà cái quan trọng của anh ta là mê xe, anh ta mua đầu tư và trong xe anh ta mới bị chạy chiếc xe Honda hai bánh đó. Tức là anh ta mê, không những mê xe mô tô mà còn chạy xe mô tô, và anh ta bị té chấn thương mặt hàm tùm lum hết, mà mới vài tháng sau lành bệnh anh ta lại tiếp tục lại chạy xe mô tô nữa. Để quý vị biết là anh Jay Leno này ảnh đam mê xe, ảnh đầu tư xe, bỏ rất nhiều tiền để mua xe, bởi vậy mới không thành tỷ phú. Nhưng mà anh ta hiểu biết về xe, giống như Kẹo Ngọt nói đó, anh ta hiểu biết về xe chứ không phải anh ta là nói bừa. Mà thập niên 80, những người như Jay Leno còn khinh thường cái xe Nhật như vậy. Thành ra các bạn thấy đến, Khải biết là đến thập niên 90 lúc đó là Toyota mới định hình được cái vị thế của họ, mới tạo được cái niềm tin của giới tiêu thụ Hoa Kỳ, mới khẳng định được cái chỗ đứng của họ trong cái thương trường. Thành ra giống như Kẹo Ngọt nói, Khải đồng ý là nếu mà bây giờ để mà chưa chi đã nói là ca tụng xe VinFast lên thì nó còn hơi sớm. Còn nếu mà nói đơn thuần chỉ vì chống cộng mà đi mà tấn công phỉ báng để triệt hạ, để mà là cho là phá thối đó, để mà triệt con đường gọi là thăng tiến của VinFast, để họ có cơ hội họ gọi là xâm nhập vào cái thị trường Hoa Kỳ, khẳng định cái chỗ đứng của họ để trở thành một cái công ty mà có chỗ đứng, có thị phần ở Hoa Kỳ. Thì Khải thấy thứ nhất nó không có công bằng, thứ hai như vậy nó rất là uống chỉ, nó không có lợi ích gì cho dân tộc. Nếu mà mình nhìn ở một cái góc độ của một con dân Việt Nam, mà còn để cái phần chính trị, giống như là ai muốn tranh giành nắm quyền, ai muốn nắm cái vị trí lãnh đạo, hay là ai muốn chứng minh đúng sai gì, là cái chuyện của những đảng phái chính trị, của những thế lực chính trị, của những cái tổ chức chính trị, của những chính trị gia. Cái đó Khải nghĩ nó không có công bằng khi mà mình đánh đồng cái chuyện mà thương trường với chính trường, cái chuyện mà những cái hãng, những cái doanh nhân, đúng không ạ? Cho dù là họ là xuất phát điểm của họ là từ quốc nội, có thể là nhân thân của họ hồi xưa cũng dựa vào cái vị thế gia tộc, cũng có quan hệ quen biết với lãnh đạo, cũng là đảng viên, cũng là sân sau, cũng có cái sự móc ngoặc gì đó thì họ mới trở thành tỷ phú, ví dụ như vậy. Họ mới có cơ hội để mà họ sở hữu những cái mảnh đất vàng, có cơ hội để mà họ thành lập những cái khu quy hoạch, hay là họ có cái điều kiện thuận lợi để mà họ thực hiện những cái dự án gì đó. Thì cái chuyện đó thật sự Khải nghĩ nó cũng không phải là cái lý do chính đáng để mà bây giờ mình đi mình phá thối, để mà mình tìm cách mình bôi bát, mình phá hoại cái thương vụ của VinFast. Nhưng mà ngược lại, nói đi thì phải nói lại, nhưng mà cũng không phải vì cái tư duy tôn chỉ là người Việt dùng hàng Việt là yêu nước, để mà mình nhắm mắt, mình u mê mù quáng, mình đâm đầu vô, mình ủng hộ hàng Việt một cách gọi là mù quáng,
gọi là mà không cần phải tìm hiểu, không cần phải xem xét lợi hại đúng sai. Giống như cô Candy Đặng cô nói đó, Khải đồng ý với cổ, tức là nói một cách là công tâm á, là cổ không lên án VinFast, nhưng mà ngược lại cổ cũng sẽ không sử dụng xe VinFast, là tại vì giống như Khải nói công tâm, mình cứ có sao nói vậy người ơi, đúng không ạ? Đầu tiên hết là anh cần phải có thời gian để anh khẳng định, anh chứng minh cái chất lượng sản phẩm của mình. Mà giống như cô nói những cái áo, đúng không ạ? Nếu mà mình mua, mình mặc mà cuối cùng mình thấy mình không thích, hoặc là như Khải nói là nhiều khi cái phẹt của tuy kéo hoài không lên, hoặc là cuối cùng vô bỏ vô máy giặt một lần nó rơi rụng ra hết, hoặc là đi mất mưa một cái là nó màu này nó trộn với màu kia, thì cùng lắm là mình mất một ít tiền thôi, mình học được một bài học. Nhưng mà cái áo, đôi giày, đôi dép, cùng lắm cái túi sách, cho dù là 500-300 vài ngàn đô, nó cũng là một cái số tiền nào đó mà mình có thể để mua một bài học được. Nhưng mà một chiếc xe mà lên đến mấy chục ngàn đô la thì nó là một cái gia tài rồi, đúng không ạ? Tức là phải mua trả góp 5-10 năm, chứ không phải đơn giản. Thành ra không thể nào nói mà khơi khơi mà cứ là người Việt dùng hàng Việt để mà mình nhắm mắt, mình đâm đầu vô, bỏ mấy chục ngàn ra, ký hợp đồng mấy chục ngàn để mà mua một cái sản phẩm mà mình không biết cái tung tích, đúng không ạ? Cái chất lượng cái sản phẩm đó nó ra sao. Thì cái người nào dư tiền, hoặc là cái người nào mà có cái lý do riêng của họ, giống như anh Rule, họ có khả năng, họ có điều kiện và họ có lý do, thì có thể họ sẵn sàng họ ký hợp đồng, họ bỏ ra bao nhiêu tiền đó để họ mua cái sản phẩm, mua xe VinFast để họ thử nghiệm. Và lời ăn lỗ chịu, giả dụ họ gọi là con chim nào mà dậy sớm thì mới có mồi ngon, thì họ mua trước, họ ký hợp đồng trước, thì có thể họ được một số những cái gọi là ưu tiên nào đó, hậu đãi nào đó, một cái số những cái sự mà dễ dãi nào đó. Nhưng mà ngược lại, giống như Khải nói, là nếu mà 5 tháng sau, 1 năm sau, 2 năm sau, lúc đó mới phát hiện ra những cái lỗi này, lỗi kia, rồi này nọ, thì lúc đó họ sẽ là người phải gánh chịu những cái thiệt thòi đó nếu mà cái xe VinFast nó không được như ý. Nhưng mà giống như Khải nói, nhưng mà nếu mà 5-10 năm sau, nếu mà xe VinFast lúc đó là được mọi người ca tụng, mọi người chấp thuận, lúc đó ai cũng đổ xô đi mua, thì phải mua với giá cao hơn, trong khi anh Andrew anh ký hợp đồng trước 10 chiếc thì cái giá xe nó thấp hơn, thì cái đó là cái sự gọi là chấp nhận thiệt thòi đầu tư, thì anh sẽ thu được những gọi là cái kết quả từ cái sự đầu tư sáng suốt của anh. Nhưng mà với những người không có điều kiện, với những người bình thường, thì Khải nghĩ đầu tiên hết là cần phải có thời gian. Và những người như Khải thì giống như Khải nói, Khải cũng vậy, Khải cần phải có thời gian. Giả dụ bây giờ VinFast họ liên lạc với Khải, họ nói ê ông Khải Đào, tôi nghe nói là ông là công tâm, đúng không ạ? Có sao nói về người ơi, đúng không? Anh không chống cộng, anh không chống xe VinFast, anh không phá hoại tụi tôi. Thì họ nói bây giờ là tôi sẵn sàng, tôi tự tin là sản phẩm chúng tôi là tuyệt hảo, hoàn thiện, không có lỗi lầm gì hết, không có gì gọi là vàng thật không sợ lửa. Tôi sẵn sàng, chúng tôi sẵn sàng là gửi cho anh một chiếc, hoặc là ký hợp đồng cho anh mướn xe tôi, mướn xe VinFast để mà anh chạy thử. Thì Khải sẵn sàng. Giả dụ Khải chạy thử 5 tháng, 3 tháng, mà giống như anh Lê hồi nãy chạy, mà Khải chạy trong vòng 5 tháng, 3 tháng, thì Khải không hề gặp một cái trở ngại nào hết. Thì Khải sẵn sàng, Khải lên, Khải cũng sẽ nói như vậy. Khải nói không, quý vị nào chống cộng mà chống xe VinFast mà nói là ồ xe này là chạy bánh bị gãy qua một bên, chạy giữa chừng tự nhiên tắt điện, tự nhiên là chết đống ở đó, là tự nhiên để trong gara, rồi ngày hôm sau ra tự nhiên bốc cháy, gọi là mà hoàn toàn không có ai làm gì hết mà tự nhiên xe nó bốc cháy, thì đó là tôi không biết, chứ còn tôi chạy mấy tháng nay hoàn toàn xe hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Tôi là lên cứ theo đúng cái gọi là những cái hướng dẫn là cắm điện làm sao, sạc làm sao, tôi cứ y vậy tôi làm, là khi vô bật
đề máy một cái là cứ việc đi, đi thoải mái, về cứ việc đậu, không hề có gì hết. Thì Khải có sao nói vậy. Và giống như Khải nói, sau thời gian 5 tháng, 3 tháng, 1 năm, từ từ những cái thông tin của những cái người mà đã dám bỏ tiền ra, đã dám sử dụng vì cái lòng yêu nước, vì cái lòng muốn hỗ trợ, ủng hộ VinFast, mà họ đã dám bỏ tiền ra, họ mua xe, họ chạy trước, thì từ từ những cái họ, chúng ta sẽ có được những cái nó gọi là feedback, những cái thông tin, đúng không ạ? Thì lúc đó chúng ta mới có đủ dữ kiện để mà lúc đó chúng ta đúc kết lại, có bằng chứng, thông tin, dữ liệu để mà lúc đó kết luận là xe VinFast so với xe này, so với xe kia, rồi lợi hại làm sao với cái là những cái tiêu chuẩn như vậy, những cái gọi là thông số như vậy, đúng không ạ, mẫu mã như vậy, những cái tiện ích như vậy, và với giá tiền như vậy thì có nên hay là không nên mua xe VinFast, ví dụ như vậy. Thì giống như Khải nói, thì lúc đó thì Khải mới có thể là có review để mà có được cái kết luận là kêu gọi vận động là nên ủng hộ hay là nên tẩy chay. Bây giờ trở lại cái vấn đề người Việt dùng người hàng Việt, thì giống như Khải nói không khác gì, Khải nhớ mang máng là có nhiều người là tiền mất tật mang khi mà ở Việt Nam có cái điện thoại gì đó ra đòi nói là sẽ là dẹp, coi như là qua mặt iPhone. Có nhiều người cũng bỏ ra mấy trăm đô, mấy ngàn đô để mua những cái điện thoại Việt Nam đó, rồi cuối cùng mấy năm sau là sao, là coi như là tiền mất tật mang thôi. Tức là cái điện thoại của mình nó trở thành cục gạch, đúng không ạ? Ra đường đâu có ai xài đâu. Rồi cái hệ thống nó gọi là bảo trì hay là hỗ trợ đâu có đâu. Giả dụ như bây giờ cả năm họ bán được có mấy cái phone thì làm sao mà họ có tiền để mà cung cấp những cái mướn nhân viên xây dựng những cái nền tảng để mà phục vụ khách hàng của họ, đúng không ạ? Thành ra rồi giống như ở bên Khải đây cũng người Việt bầu bỏ phiếu cho người Việt, cuối cùng là té ra là mình chỉ bỏ phiếu cho một số thằng đó là nhân danh người Việt, nó lợi dụng cái lá bài yêu nước chống cộng để mà nó trục lợi, để mà nó kiếm phiếu khi có được cái chức vụ đó rồi. Tụi nó là chỉ lo thâu gọi là vung vén quyền lực, vung vén quyền lợi để mà trục lợi cá nhân băng đảng tụi nó thôi, chứ tụi nó đâu có quan tâm đến cộng đồng, đâu có quan tâm đến tha nhân, đến quyền lợi cái tương lai của thành phố, của cộng đồng. Thành ra với Khải là Khải chỉ kêu gọi như vậy là chúng ta nên thận trọng. Khải không có chủ trương là chống đối VinFast, nhưng mà ngược lại Khải nghĩ, Khải đồng tình với Kẹo Ngọc ở cái điểm đó, có nghĩa là qua cái bài học của xe Toyota, Honda, tức là Toyota lúc đó là đã ok rồi nha. Lúc đó là Khải nhớ Khải qua đây thì nhà Khải mấy anh em mua cái xe Honda Datsun B210, thì lúc đó cũng là 4 cửa, lúc đó là cũng là bắt đầu là chạy được. Còn những cái Toyota lúc đó nó chưa có Lexus mà nó mới có Cressida. Thì trước Cressida nó là Crown là cái vương miện á. Thì lúc đó Toyota là cũng đã có chỗ đứng rồi. Nhưng mà Honda lúc đó mới chập chững muốn theo gương của Toyota. Thì giống như Khải nói, cái thập niên 80 là người ta còn rất coi thường xe Honda. Có thể hồi đầu chương trình Khải nói lộn là Toyota thì ok rồi, nhưng mà xe Honda thì lúc đó mà muốn từ xe hai bánh mà muốn làm xe, chế tạo xe hơi để mà thâm nhập vào thị trường xe bốn bánh đó, thì chưa được thị trường Hoa Kỳ người ta chấp nhận. Thành ra đất nước Hoa Kỳ mặc dù là tiền rừng bạc biển, thấy em nói đến tiền tỷ, tiền triệu đô la nó rất là dễ, nhưng mà đầu óc người ta đều có sẵn. Nhà giàu không ai ngu hết á. Một cái cường quốc về kinh tế thì chắc chắn cái thương trường của họ cũng vậy, họ không có dễ gì để ai qua mặt họ. Thành ra Khải nói để mà thâm nhập vào, muốn tạo được cái chỗ đứng, muốn có thị phần ở cái thị trường xe hơi của Hoa Kỳ thì mình phải có thực lực, mình phải có chất lượng thật sự, mình phải có uy tín và mình phải có cái tầm nhìn xa. Có nghĩa là giống như Khải nói đây, tầm nhìn xa có nghĩa là Khải hy vọng VinFast phải
thấy được cái vấn đề đó và thực tâm muốn đeo đuổi, muốn xây dựng để thành lập một cái công ty, một cái hãng xe và muốn có chỗ đứng, có thị phần ở thị trường Hoa Kỳ cũng như thị trường thế giới, thì mình phải thực tâm, mình đầu tư, đúng không ạ? Phải có bài bản, phải có kế hoạch đường dài, chứ không phải là cái dạng ăn sổi ở thì nổ tung trời, nổ banh nhà lồng chợ như một số người ra chưa chi là nói sai. Có một số tay nào đó hình như là nói là có liên quan đến ông Võ Văn Thưởng là nói là sẽ bỏ ra bao nhiêu triệu rồi Việt Nam là sẽ coi như là dẹp luôn Facebook, Việt Nam sẽ có cái mạng xã hội riêng của Việt Nam đó, đại khái như vậy. Có là những cái kiểu mà nổ banh nhà lồng chợ như vậy đó thì không thể nào tồn tại được ở cái thương trường Hoa Kỳ. Người Mỹ người ta rất là công bằng, người ta không có cái chuyện kỳ thị. Đương nhiên nó cũng có một chút xíu kỳ thị, đương nhiên họ cũng sẽ ưu tiên cho hàng nội. Nhưng mà nếu mà thực sự cái sản phẩm của mình nó tốt, nó bền và nó rẻ thì chắc chắn từ từ sau khi mình chứng minh được là như vậy, chứng minh được là VinFast là tốt, bền, rẻ và cái vấn đề phục vụ, đúng không ạ, dịch vụ hỗ trợ cũng là gì đó, cũng là nó gọi là friendly, cũng là một cách là hữu hảo xin lỗi tự nhiên là dùng chữ tàu, đại khái như vậy, tốt đẹp, friendly là vui vẻ, đúng không ạ, những cái dịch vụ hỗ trợ là cũng là thân thiện và hiệu quả, thì chắc chắn không có lý do gì mà mình không có chỗ đứng ở Hoa Kỳ, giống như những cái dòng xe Toyota, Honda, Kia. Thì trở lại giống như Khải nói, những cái xe Kia cũng vậy, khi mà muốn thâm nhập, muốn có được cái thị phần ở Hoa Kỳ thì họ phải mất thời gian. Cái vấn đề mất thời gian là chuyện đương nhiên, mà ý Khải muốn nói đây, mất thời gian đây có nghĩa là mất thời gian để mình khẳng định, mình chứng minh được cái chất lượng của cái xe, sản phẩm của mình, chứng minh được cái dịch vụ của mình. Giống như Khải nói phải không ạ, cái dịch vụ hỗ trợ là phải kiên nhẫn, phải thân thiện, phải hiệu quả, đáp ứng được những cái nhu cầu đòi hỏi, kể cả yêu sách của khách hàng. Giả dụ họ chạy, có thể lỗi của họ, họ cắm, thay vì cắm điện 110, mẹ cắm vô 220, ví dụ như vậy, mẹ nó cháy cái bình đi đổ thừa cho mình. Nhưng mà nếu mà mình muốn giữ được khách hàng, mình muốn lôi kéo được khách hàng thì có thể mình chấp nhận hết. Mình nói không, ngu là chuyện của quý vị, nhưng mà lỗi chúng tôi là không biết rằng là ngoài kia có rất nhiều người cũng không được thông minh lắm. Thành ra thay vì như vậy, chúng tôi phải có thiết kế để mà không thể nào mà để cho quý vị mà cắm vô điện 220 được. Thành ra thôi, cứ coi như lỗi chúng tôi cũng coi như là sẽ thay bình cho quý vị luôn, mà không chạc tiền quý vị. Phải nói ví dụ vậy đó. Có nghĩa là mình phải, tiếng Anh đó là take the extra step, go the extra mile. Có nghĩa là mình phải cố gắng, mình phải làm, gọi là gì đó, mình phải làm tốt hơn những cái đối thủ của mình. Tại vì mình là sinh sau đẻ muộn mà, đúng không ạ? Việt Nam mình thì chỉ có chơi cái chiêu là hạ giá thôi. Giống như nhiều người nói đó, cứ mở tiệm ra với người ta cạnh tranh rồi cứ hạ giá, thì cái chiêu đó nó rất là ủ chỉ. Còn đối với Khải thấy, đối với những cái sản phẩm cao cấp mà như vậy, mắc tiền như vậy, thì giống như Khải nói, nó phải là đường dài. Thì ngoài vấn đề là mình phải, đương nhiên cũng phải giá rẻ hơn người ta, thì mình phải cố gắng là làm tốt hơn và phải cố gắng hơn, phải nỗ lực hơn và phải chấp nhận là mình phải liên tục kiên trì và phải chứng minh như vậy. Không phải là chỉ ra cái đùng đùng là cho mấy thằng phóng viên 5.000, 3.000 về mời nó ở khách sạn, cho mấy cô chân dài ra tiếp đón nó để nó viết mấy cái bài lăng xê mình, là tự nhiên mình trở thành một cái hãng xe là được người ta chấp nhận. Phải không nghĩ là ở những cái xã hội văn minh, ở những cái thị trường mà lớn, mà nghiệt ngã như ở Hoa Kỳ, mà những cái chiêu trò rẻ tiền đó
nó có hiệu quả. Đương nhiên nó hiệu quả là nhất nhất thời, là nó giúp cho quý vị tạo được cái sự chú ý. Nhưng mà giống như Khải nói, trở về vấn đề, nó vẫn phải là đường dài, người ta vẫn phải wait and see, người ta ngồi, người ta chờ xem. Thứ nhất là giống như Khải nói, những người như Khải là trong thời gian 5 năm, 3 năm, Khải vẫn phải có cái qua một cái phương thức nào đó để mà tiếp cận, để mà gọi là tìm hiểu, thử cái sản phẩm của quý vị trước khi mà Khải có những cái nhận định của Khải. Thì những cái người tiêu dùng, khách hàng cũng vậy thôi. Tức là họ, nếu mà quý vị không có khả năng để mà sản xuất ra 1.000 chiếc xe mà để rải khắp nước Mỹ ở những cái trung tâm mà quý vị nói ai muốn đến lái thử, chúng tôi cho lái thử thoải mái, cứ việc đến cái chỗ này, ở cái địa điểm này, ở thành phố này, đến địa điểm này, thành phố kia, đến địa điểm kia, cứ việc đến ghi danh lái thử, thì cũng là một hình thức. Nếu mà mình tự tin, mình có khả năng, có điều kiện, mà mình có quyền nói ai muốn, ai không tin, ai mà nghi ngờ xe chúng tôi là chạy chậm, không giọt, hoặc là này nọ, cứ việc đến, chúng tôi cho lái thử. Còn không thì cần phải có thời gian. Có nghĩa là người ta phải từ từ, người ta ngồi, người ta chờ, người ta thấy à, hàng xóm, láng giềng, bạn bè của họ có người mua xe rồi. Giống như Khải, có thể Khải, mặc dù không biết anh Andrew Lê, anh có tâm tình với Khải không, anh có nói sự thật cho Khải biết không, nhưng mà giả dụ bây giờ Khải không có xe thì ít nhất Khải cũng biết anh Andrew Lê ở cái mức độ nào đó, thì có thể vài tháng, một năm, hai năm, thì từ từ Khải phải dựa vào những cái chủ xe giống như anh Andrew Lê, hoặc là Khải ngồi đây thấy xe anh chạy đến hàng ngày, mỗi lần mà Khải gặp anh là thấy anh đều lái cái xe VinFast và thấy lái rất là thoải mái, và cũng chưa bao giờ thấy xe bị chết máy giữa đường hay là nghe anh than phiền gì hết. Và ít nhất mình nhìn cái bề ngoài, mình có thể nhận định là xe nó đẹp hay không đẹp, bề thế hay không bề thế. Thì phải qua thời gian như vậy thì mới có được những cái nhận định thông tin về xe VinFast. Đó là cái vấn đề Khải nói về xe VinFast, nói về review. Thì quý vị, bây giờ trở lại là hôm nay Khải đang ngồi ở Gypsy chứ không phải ở nhà. Giống như Khải nói, xin lỗi cho. Thì Khải dự định là Khải sẽ bắt đầu làm chương trình livestream đều đặn thường xuyên với quý vị. Và hình như Khải hứa đi, hứa cho nhiều mà chưa bao giờ làm. Tức là Khải hứa rất là nhiều lần là cái gì? Là Khải sẽ giao lưu. Đúng ạ, tức là Khải nhớ cách đây 5-7 năm rồi, Khải khi làm chương trình Khải cứ hứa hoài. Từ thời mà Khải ra làm, trước khi mà có nửa vòng trái đất, trước khi mà Nam Quan mà làm kênh, thì Khải cũng, kênh Khải lúc đó đã có mười mấy ngàn view, mười mấy ngàn sub rồi. Tức là ngoài Phố Vô Sa thì không nói, thì lúc đó là Trương Quốc Huy cũng, kênh Trương Quốc Huy cũng mới bắt đầu có vài ngàn người xem thôi. Đương nhiên là cái số mà sub thì cũng có nhiều hơn Khải rồi, nhưng mà thật sự lúc đó giữa Khải với N10TV cái số sub là cũng hơn nhau chút đỉnh thôi. Thì Khải có hứa với mọi người là Khải sẽ làm chương trình livestream giống như Minh Giang bây giờ làm đó. Tức là Khải ngồi, Khải mình lên monologue độc thoại, nhưng mà Khải cứ vì lý do này vì lý do kia, thật sự nó cứ liên quan đến những cái chuyện mà ở đây mà bây giờ cô Kẹo Ngọt có làm rồi, thì Khải nghĩ là có thể là Khải có thể tạm thời không có cần phải đầu tư hết thời gian vào cái việc đó nữa, thì Khải sẽ trở về Khải làm cái chương trình của Khải mà đúng như cái lời Khải hứa từ nhiều năm trước, tức là sẽ làm đều đặn những cái chương trình. Và khi mà Khải làm cái chương trình đó thì Khải sẽ giao lưu, tức là Khải sẽ ngồi, Khải các bạn cứ việc comment, thì comment thì Khải sẽ trả lời những cái comment đó. Thì giống như Khải nói là cái vấn đề mà dọn rác ở Busan đó, thì giống như Khải có lần Khải đã ra tâm sự rồi, dẹp láo, dẹp lừa, dẹp loạn, thì Khải không dám nói mình là người truyền cảm hứng, nhưng mà ít nhất giả dụ cứ coi như là cái đó là cái hoài bão, cái mong muốn của mình. Thì Khải nói giả dụ khi mà Khải muốn gọi là Khải xiển dương, mình tôn trọng, mình xiển dương, mình muốn bảo vệ, mình muốn phát huy,
công lý và sự thật mà cái khả năng mình giới hạn. Thì giả dụ khi mà Khải thấy những người như bà Nguyễn Phương Hằng, bà bắt đầu bà lên bà tố cáo những cái việc làm lạm dụng cái thương hiệu, lạm dụng tên tuổi để mà gây quỹ, để mà trục lợi, để mà bán hàng lởm, để mà gọi là mượn đạo tạo đời, buôn thần bán thánh, làm những cái chuyện mà mờ ám, bịp bợm, lương lẹo, thì Khải ủng hộ. Và Khải, giống như Khải trình bày, nếu mà những người như bà Hằng thì cái khả năng, cái ảnh hưởng của bà thì sẽ làm được cái việc đó nó hiệu quả hơn Khải, thì Khải không có cái gì để mà Khải phải ghen tuông, để mà Khải ganh tị, để mà Khải ấm ức hết. Thì cái mong muốn của mình là chỉ muốn thấy xã hội công bằng và văn minh hơn thôi. Mình muốn thấy sự thật được trân trọng, được phơi bày, thấy bản chất sự việc được sáng tỏ, vậy thôi. Là cái chuyện mình chỉ muốn góp phần dẹp láo, dẹp lừa, dẹp loạn, chứ mình không có cần, Khải không có nhu cầu phải trở là phải là cái người là nắm ngọn cờ đầu và phải là cái người chủ trì công đạo, phải được mọi người biết tên biết tuổi. Đó không phải là cái nhu cầu, cái mục đích của Khải, cái cứu cánh của Khải. Thành ra khi mà cái chuyện mà cũng vậy, khi mà Khải cũng ngồi đây với anh Đỗ Khắc Long, mà anh Đỗ Khắc Long thì anh nói là anh là người quét rác, thì anh với Khải đều có một cái điểm gọi là tương đồng. Khi mà anh em nói với nhau thì cũng có một cái thấy một cái điểm là khi mà về nghĩa bóng thì thấy là Khải với anh cũng tâm đầu ý hợp ở cái điểm đó, có nghĩa là muốn dọn rác ở Bốn Sa. Thì Khải không biết là cái hiệu quả công việc làm của Khải nó đến đâu, nhưng mà giống như Khải nói, Khải cũng bỏ rất nhiều thời gian công sức để mà gọi là ra tay, để mà lên tiếng, để mà dọn rác ở Bốn Sa. Thì đến bây giờ thì Khải thấy là cái việc làm của Candy Kẹo Ngọt Bốn Sa rất là hiệu quả. Thành ra Khải nghĩ là giống như có một cái người mà làm tốt hơn mình, hiệu quả hơn mình, và có điều kiện, có phương tiện. Phương tiện đây là kể về đời sống, vật chất, tổ chức, nhân sự, uy tín cũng như khả năng, thì hiệu quả hơn mình, thì tại sao mà mình lại phải bon chen mà mình. Thành ra Khải cảm thấy rất là mừng khi mà có được một cái người mà làm cái công việc mà mình muốn làm. Thành ra coi như là Khải cảm thấy là như vậy, thì Khải cũng không có cái nhu cầu để mà gọi là lắm thầy thì nhiều ma, đúng không ạ? Không có cái nhu cầu để mà cũng bon chen, để mà tức là đương nhiên Khải cũng sẽ hỗ trợ, cũng chung tay, giống như Khải vẫn sẽ ra hội đồng thành phố mỗi khi có họp để mà Khải trình bày, hoặc là khi mà đôi khi cô Kẹo Ngọt Bốn Sa hoặc là những người khác họ lên, họ đưa ra những cái luận điểm gì đó, phơi bày, vạch trần, lên án những cái lương lẹo dối trá của băng đảng mafia Trần Thái Văn, Nguyễn Quốc Lân, Charlie, Nam Quang, Ngô Kỷ. Thì nếu mà cần bổ sung thì Khải bổ sung, nếu mà cần phải chia sẻ thì Khải chia sẻ. Nhưng mà Khải hy vọng thì trong thời gian tới thì Khải sẽ có nhiều thời gian hơn để mà làm một số những cái công việc khác, thì trong đó có việc là sẽ trở về để làm những cái chương trình livestream mang tính cách chia sẻ của Khải. Và giống như Khải có chia sẻ với bác Cường, thì mấy tháng qua thì vô tình thì Khải có xem nghe rất là nhiều những cái chương trình, những cái clip về Phật giáo Tây Tạng, về triết lý, về nhân sinh, về là những cái thuyết nhà Phật, ví dụ như vậy. Thì Khải nghĩ là không ít thì nhiều nó cũng có ảnh hưởng, và hy vọng nó cũng có thay đổi, nó giúp cho mình trưởng thành hơn, giúp cho mình trở nên là điềm đạm hơn, và giúp cho mình nhìn lại bản thân mình để mà có những cái gọi là tu tâm, đúng không ạ, dưỡng tánh, hoặc là để mà thì hy vọng trong thời gian tới thì từ từ nếu mà như vậy thì có thể các bạn sẽ thấy được có một cái sự thay đổi nào đó ở Khải. Và hy vọng những cái chương trình của Khải thì nó cũng sẽ là đáp ứng được cái khán thính giả hơn hồi xưa. Và hy vọng
tức là hồi xưa thì lúc đầu thì anh Vũ Hoàng Lân có gọi Khải là nhà báo, sau này vừa gọi là nhà báo, nhà đấu tranh, rồi mới đây thì là nhà đấu tranh Khải Đào lên án nhà đấu tranh Ngô Kỷ, nhưng mà gần đây nhất thì lại thấy anh Vũ Hoàng Lân gọi Khải là YouTuber. Thì thật sự ở một cái góc độ nào đó thì ai cũng là YouTuber, nhưng mà nếu mà thật sự nếu mà gọi Khải là YouTuber thì Khải hơi cảm thấy xấu hổ, nếu mà gom Khải chung rõ chung chiếu với cái đám mà Nam Quan, Nguyễn Tiến Dũng rồi này kia đó, và YouTuber để mà thuần túy là giật tít câu view, dùng cái phương tiện YouTube để mà kiếm sống, để mà bịp bợm, để mà kiếm phiếu, tức là giật tít câu view lên nói xấu phụ nữ, cãi lộn với đàn bà để mà kiếm sống, để mà bịp bợm, lợi dụng những người chống cộng, những cụ già thiếu thông tin, những người mà vẫn còn mang nặng những cái ân oán thù hận với cộng sản, để mà đưa ra những cái lời đường mật, nói theo ý họ, nói những cái điều họ muốn nghe, để mà ru ngủ họ, cho họ uống nước đường, để mà gọi là kiếm sống, dựa vào họ để mà kiếm sống đó, qua cái hình thức gọi là buôn bán online, gây quỹ rồi này nọ đó. Thì Khải cảm thấy nhục nhã lắm, Khải nói chung là Khải rất là xấu hổ nếu mà bị nghĩ rằng là mình cũng là cái loại YouTuber như vậy. Thành ra nếu mà Khải nghĩ là một là cứ coi như gọi Khải là Khải Đào, đúng không ạ, thì Khải là Khải Đào, thì cái chuyện mà Khải xấu tốt là đáng kính hay đáng khinh thì bản thân là nó là như vậy rồi, thì thà là Khải Đào thì Khải không có bao giờ mà Khải phản đối hết. Còn nếu mà YouTuber thì chắc chắn Khải cũng không phủ nhận được là mình làm YouTube, thì sau này thì bây giờ Khải đã quyết định, Khải đã chọn con đường là không có đi làm để kiếm sống. Khải có lý do để mà Khải quyết định như vậy, chọn lựa như vậy. Thì bây giờ nếu mà trong thời gian tới Khải cũng sẽ dùng YouTube để mà truyền tải cái thông điệp của mình, để mà là một cái phương tiện để mà kết nối với mọi người, và cũng hy vọng có dùng cái YouTube để mà có một cái số thu nhập nào đó. Thì Khải cũng không thể phủ nhận Khải là YouTuber, nhưng mà nếu mà nói là Khải là YouTuber không thuần túy YouTuber không á, thì Khải nghĩ nó cũng không có công bằng. Thành ra trở lại, Khải cũng chẳng muốn mình gọi là mình là nhà cách mạng, nhà đấu tranh, nhà yêu nước, nhà dấn thân hay là nhà báo gì hết. Nhưng mà đương nhiên Khải sử dụng YouTube như là một phương tiện. Cái phương tiện đó là để kết nối, để truyền tải những cái thông điệp, những cái suy nghĩ của Khải, chia sẻ những cái suy nghĩ của Khải. Và hy vọng trong tương lai cũng có thể có một số thu nhập nào đó. Và đương nhiên không thể phủ nhận Khải là YouTuber. Nhưng mà giống như Khải nói, nếu mà cứu cánh thì cái đáy của vấn đề, nói như bác Tường, cái đáy của vấn đề thì hy vọng nếu mà nói là trong khi mà trong cái bia mộ của Khải đó thì sẽ không có Khải cấm luôn nha, tức là Khải không trên mộ, Khải hy vọng không có phải là bị khắc vào là một YouTuber, cùng lắm là cứ để tên Khải như vậy thôi, còn sau này ai muốn gọi sao thì tùy ý. Nhưng mà riêng Khải thì Khải nghĩ rằng là cái YouTuber chỉ là một cái phương tiện, và đương nhiên Khải là YouTube thì chắc chắn là YouTuber là cũng không sai, nhưng mà cái quan trọng cái đáy của vấn đề, cái cứu cánh, thì Khải không có phải đơn thuần chỉ là một nhà YouTuber hoặc là YouTuber dơ giống như Nam Quan và Nguyễn Tiến Dũng và một số người khác, Trương Quốc Huy. Thì khi mà nói như vậy, nói đến YouTuber dơ thì hồi xưa đến giờ Khải nói là Khải dùng YouTube là bây giờ, thì trước đó mấy chục năm Khải đã lên mạng xã hội rồi. Thì từ 1999 là Khải đã kêu gọi một số người, khi đó Vietchat chuẩn bị mà bán Vietmedia, chuẩn bị bán Vietchat. Vietmedia chuẩn bị mua Vietchat. Thì Khải đã kêu gọi mọi người hỗ trợ, ủng hộ Khải để đi ra thành lập một cái diễn đàn trên mạng khác, là Việt Youth Forum.
một cái website, hồi đầu thì ghi danh với EasyBoard, sau này thì có cái trang mà các bạn biết rồi, để mà duy trì cái forum, cái trang mạng riêng của mình đó, thì phải đòi hỏi kỹ thuật. Thì sau này giống như X Cafe đó, nếu mà nói về trang diễn đàn trên mạng thì có lẽ là mọi người đều biết X Cafe. Thì tiền thân của cái X Cafe đó, Khải không dám nói Khải là tiền thân nha, nhưng mà ý Khải nói là trước X Cafe đó, thì Khải và một số người đã muốn làm cái giống như vậy, là cái việc youth forum từ năm 1999. Nhưng mà đương nhiên Khải không có khả năng như anh Hoàng Ngọc Diêu, Khải không có khả năng giống như gì đó, Huân, bạn Huân, đúng không? Chủ West Cafe, ít nhất là CEO, chủ thủ lãnh của West Cafe lúc đó, sau này có người là Tin Man, hoặc là giống như cái trang của anh gì trên San Jose, có một nhóm của anh là tự nhiên, xin lỗi Khải quên tên, bây giờ tự nhiên Khải quên tên, chứ có trang đó thì cũng có rất đông đảo người theo dõi, và họ là những cái người về chuyên gia, về vi tính, về thảo trình, về dữ liệu, thảo trình viên, kỹ sư thông tin, kỹ sư về tin học, thì họ mới có điều kiện khả năng để họ duy trì những cái diễn đàn trên mạng đó. Còn Khải thì Khải kêu gọi và được rất nhiều người cũng có tên tuổi ủng hộ, nhưng mà rõ ràng là Khải là phụ lòng kỳ vọng của họ, là tại vì Khải không có cái khả năng về tin học. Khải thì biết cái chuyện cũng sơ sơ thôi, chứ không có đến cái khả năng chuyên môn, chuyên nghiệp để mà duy trì những cái kênh đó. Thành ra giống như Khải nói, cái trang mạng Vietjust.net cũng như cái diễn đàn Vietjust Forum thì không có duy trì được, mặc dù là Khải cũng bỏ rất nhiều công sức, mười mấy chục năm để mà làm những cái công việc đó. Thì nói như vậy để biết là hồi nãy Khải đang nói về cái vấn đề gì, về những cái tức là Khải nói như vậy để biết là Khải đã có rất nhiều năm kinh nghiệm để mà tranh luận trên mạng xã hội. Thì bây giờ thì có YouTube, đúng không ạ? Thì mọi người sử dụng YouTube rồi, YouTuber. Thì các bạn thấy gần đây là ở Việt Nam là bắt đầu có một số người đã bị câu lưu, đã bị tạm giam, đã bị truy tố. Và vì vi phạm đạo luật 331. Thì cái mà giống như Khải nói, bây giờ thì mọi người là chỉ biết đến YouTube, đa số bắt đầu biết đến YouTube, Facebook. Và vì sử dụng YouTube, Facebook mà lạm dụng Facebook và YouTube để mà chửi lộn nhau, mà bôi xấu nhau đó, để mà mới vi phạm cái điều luật 331 đó. Thì cái đó nó có liên quan đến mà trước đó, giống như Khải nói, trước cái thời đại bây giờ mà thời đại 4.0 mà bây giờ qua YouTube và Facebook á, thì cái thời của tôi Khải nó chỉ là mạng xã hội thôi. Trước đây thì có một số người như cái cô blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì có sử dụng Yahoo 360. Thì cái đó Khải có nghe nói nhưng mà Khải không có tham gia. Cũng như có từ thời 199 mấy, khi mà Khải còn kêu gọi mọi người mà bỏ Vietjust để mà thành lập cái Vietjust Forum với Khải, diễn đàn tuổi trẻ với Khải đó, thì có một số bạn đã giới thiệu cho Khải, gửi cho Khải cái PowTalk, tức là gửi cho Khải cái link để mà ghi danh và sử dụng PowTalk. Nhưng mà không biết vì lý do gì, có thể là Khải hơi dốt, Khải hơi đa nghi, Khải sợ virus, thành ra Khải không có tham gia PowTalk. Mà sau này giống như Trương Quốc Huy với một số người như Ngô Kỷ rồi này kia, mà mới đây nhất thì có nhà báo Vũ Trung, thì họ tham gia PowTalk, và giống như Trương Quốc Huy nói, họ có gọi là có quá trình, cũng như là có cái quan hệ quen biết uy tín, biết nhau qua PowTalk. Thì giống như Khải nói là Khải chỉ có tham gia lúc đó viết thôi, đánh máy viết, một ngày Khải viết mấy chục ngàn chữ, Khải ngồi trên máy liên tục là coi như đưa ra một cái topic là bất cứ ai là mà tranh luận là Khải trả lời liền. Thì lúc đó là Khải chỉ có tham gia trên mạng xã hội thôi, thì Khải có là Vietjust, Vietfun,
rồi Trái Tim Việt Nam, và sau này Khải có cái riêng của Khải là Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Youth Forum, cũng như là X Cafe với cái nick là Việt Youth. Khi mà Khải tham gia X Cafe thì Khải nói như vậy, là anh chị nói như vậy là để cho quý vị biết là tại sao mà cách đây mấy tháng cũng ở cái chỗ này, ở ngay đằng sau. Tại bây giờ có mấy anh vô gia cư đang ngồi họp trong đó, thành ra Khải ra ngoài đây. Chứ còn Khải tính là dùng lại cái bàn cũ. Tức là cách đây mấy tháng Khải có làm một cái chương trình mà Khải nói là Khải kêu tên ông Võ Văn Thưởng, bây giờ đã trở thành chủ tịch nước. Và mấy tháng trước Khải có nhắc tên ông Võ Văn Thưởng. Bây giờ Khải phải gọi bằng ông cho nó đàng hoàng, đúng không? Tại vì cái chức vụ của ông bây giờ là chủ tịch nước. Thành ra mấy tháng trước Khải có nói là Khải gửi, nhắn gửi bạn Thưởng. Thì lúc đó ông cũng, mặc dù là vai trò theo Khải biết là cũng đứng hàng thứ năm, không phải là tứ trụ triều đình, nhưng mà Khải biết. Và đương nhiên ai cũng biết những cái người mà có chút xíu kinh nghiệm, quan tâm đến chính trị trong nước, cơ chế ở trong nước thì đều biết. Tức là ông sẽ là người kế vị, nếu mà không là kế vị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì chắc chắn giống như hôm nay cũng sẽ là có chân trong tứ trụ triều đình, một trong những cái nhân vật và là tương lai của chính phủ Việt Nam. Đó là lý do tại sao mà cách đây mấy tháng Khải đã gọi tên ông Võ Văn Thưởng. Thì giống như Khải nói là cái việc làm của Khải, công việc của Khải là liên quan mấy chục năm. Có thể là Khải hoang tưởng, nhưng mà mấy tháng trước Khải đã nói là Khải nghĩ rằng là ông Võ Văn Thưởng cũng không có xa lạ gì với Khải. Có nghĩa là khi mà ông còn làm trưởng ban tuyên giáo thì ít nhất ông cũng đã được cấp dưới là phải cũng có báo cáo về những cái người như Khải. Tại vì Khải nói Khải tham gia thảo luận chính trị từ năm 1999, tức là khi mà bắt đầu có mạng xã hội, có những cái diễn đàn chính trị, thì Khải đã bắt đầu tham gia thảo luận, tranh luận chính trị mà gọi là dư luận viên hoặc là mặt trận truyền thông, đúng không ạ? Tác chiến không gian mạng, bây giờ các bạn trong nước gọi là tác chiến không gian mạng. Thì Khải nghĩ bây giờ quân đội Việt Nam bây giờ không có duy trì một cái lực lượng quân đội 1 triệu quân nhân giống như hồi xưa, đúng không ạ? Đâu có cần phải trả lương cho 1 triệu quân nhân, nhưng mà ít nhất phải duy trì ít nhất là một cái lực lượng tác chiến không gian mạng ít nhất không dưới 10.000 người, đúng không ạ? Để mà bảo vệ chế độ, bảo vệ đây là tuyên truyền, vận động, là đánh bóng chế độ, hoặc là tẩy trắng. Thì khi mà ông Võ Văn Thưởng làm trưởng ban tuyên giáo thì Khải nghĩ là giống như Khải nói là chắc chắn là bằng chứng để mà Khải không nghĩ là Khải hoang tưởng, là vì cách đây mấy năm thì rõ ràng báo quân đội, báo Nhân Dân, tiếng nói chính thức của quân đội Nhân Dân của Đảng thì cũng có trích lời giống như ông Ngô Kỳ, ông khoe là ông được báo Nhân Dân đưa lên thớt rồi tố cáo ông, rồi lên án ông. Thì thật sự báo Nhân Dân cũng đã từng có những cái bài trích dẫn lời của Khải, có nghĩa là họ biết Khải là ai, chứ Khải không phải là tự nhiên là Khải hoang tưởng, Khải tự tự thổi ống bơm mình lên. Thì ngược lại Khải cũng nghĩ là Khải, nếu mà thời ông Võ Văn Thưởng còn chưa là trưởng ban tuyên giáo, nếu mà thời, tại vì nói ra thì ông Võ Văn Thưởng thua Khải 5 tuổi, thì giống như Khải nói, vào cái thập niên khi mà Khải bắt đầu Khải lên trên mạng, Khải tranh luận, tranh biện trên mạng xã hội, mà nói chung là chửi cộng, khi đó Khải còn chửi cộng dữ lắm, thì Khải không tin là ông Võ Văn Thưởng không biết, không có theo dõi, không có tham gia những cái buổi, những cái cuộc tranh luận gọi là chửi bới đó. Để Khải nhớ là nếu mà như là thời mà cao trào, giả dụ như X Cafe đi, đúng không ạ? X Cafe là có thể là vào khoảng năm 2000-2005 thì họ vẫn còn thịnh hành, đúng không ạ? Cho là 2005 đến 2010. 2005 thì lúc đó ông Võ Văn Thưởng là khoảng 35 tuổi ha. Năm 2000 là ông Võ Văn Thưởng là khoảng 30 tuổi. Thì có thể lúc đó là ông đã là
là đảng viên, là lãnh đạo, là đã là cái gì, bí thư đoàn đồ này kia rồi. Nhưng mà Khải nghĩ trước đó Khải không biết là vào cái thời Việt Giáp, nếu mà ông Võ Văn Thưởng ông tham gia thì lúc đó là năm 2000 thì ông là bao nhiêu? Năm 2000 ông đó là 30 rồi ạ. Ok. Thì Khải nghĩ nếu mà ông trẻ hơn thì ông có thể ông phải trực tiếp, Khải nghĩ những bạn trẻ ở Việt Nam đó thì trực tiếp có chửi lộn với Khải rất là nhiều năm, chửi lộn với Khải trên mạng xã hội. Khải nếu mà vậy thì có lẽ ông Võ Văn Thưởng có lẽ là không có chửi tham gia trực tiếp để mà tranh luận với Khải trên mạng, có thể là Khải sai. Nếu mà lúc đó ông ta đã 30 mấy thì cũng có là chức vụ rồi, thì cũng không có trực tiếp để mà lên mạng để mà đấu đá, để mà tranh cãi với những người như Khải trên mạng. Thì nhưng mà ít nhất Khải nghĩ là nếu mà ở cái vai trò là trưởng ban tuyên giáo thì ông cũng phải là có cái nhiệm vụ để mà nắm vững, đúng không ạ, cái tình hình vấn đề cũng như là đối tượng. Thành ra Khải nói là nếu mà nói về những cái mà tiếng nói đối lập thì Khải nghĩ mặc dù Khải không phải là một cái nhân vật nổi trội ai cũng biết, nhưng mà rõ ràng là Khải nghĩ là những người như ông Võ Văn Thưởng thì cũng không có xa lạ gì với những cái người như Khải, cụ thể là không có xa lạ gì đối với Khải. Là lý do là tại vì đó là cái công việc, cái việc làm của một cái người gọi là trưởng ban tuyên giáo thì bắt buộc là phải có cái bộ phận phải tìm hiểu, phải nghiên cứu, phải nắm vững, đúng không ạ, cái lĩnh vực đó, trong đó bao gồm luôn những cái đối tượng đúng không ạ, được gọi là thế lực thù địch, những đối tượng gọi là đối nghịch thù địch. Thì bây giờ trở lại cách đây mấy tháng thì Khải có nói là cũng cách đây một vài năm khi mà ông Việt Khang qua đây thì Khải có nói rồi. Khải nói khi mà Việt Khang qua đây thì Khải nhìn, tự nhiên Khải có cái một số những cái trực giác nó cho Khải biết để mà Khải dám công bố là Khải thấy được cái lời, cái tiếng chuông báo tử, cái dấu hiệu để mà Khải nói là cái phong trào chống cộng, cái thế lực thù địch nó coi như là đến hồi cáo chung rồi. Và giống như khi mà bà Nguyễn cũng ở cái chỗ này, khi mà Khải nói đến cái vấn đề bà Nguyễn Phương Hằng thì Khải có nói qua cái sự việc bà Nguyễn Phương Hằng và qua những cái hiểu biết cá nhân của Khải thì cách đây vài tháng, 1-2 năm thì Khải đã nói là ban tuyên giáo, cái đó Khải nghĩ là công đầu là ông Võ Văn Thưởng, Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là họ đã cái gọi là xác chết của thế lực thù địch, những người mà còn chống đối Đảng Cộng sản Việt Nam từ bao lâu nay đó, một cách công khai, một cách là rầm rộ, một cách rình rang đó, tức là những cái bề mặt nổi đó, thì Khải nói họ coi như là, tức là họ đã gì đó, tức là coi như là họ đã không những họ đã triệt hạ cái thế lực thù địch đó, mà họ đã bỏ vô quan tài, đóng nắp, đóng đinh, bỏ vào kim tỉnh, hạ huyệt và lấp đất rồi. Thì Khải đã nói như vậy từ cách đây Mỹ cũng 1-2 năm. Nhưng mà cách đây mấy tháng thì Khải có nhắn với ông Võ Văn Thưởng, Khải nói cho dù là như vậy, cho dù là bây giờ chính Khải cũng phải công nhận là quý vị đã thành công, mà giống như mấy tháng trước Khải nói là bây giờ Khải nhìn Khải thấy là ba dòng thác cách mạng, tức là qua cái sự việc ở Vapa mời những doanh nghiệp, những cái tập đoàn thương mại ở Việt Nam, VinFast, Vietnam Airlines rồi này kia, đúng không ạ?
đến và do ông David Dương là người mà chủ tọa, mà đã gọi là triệu tập những cái đám dân cử tự xưng là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa chống cộng to mồm đến gọi là khấu đầu để mà tham gia dưới trướng của ông David Dương. Rồi giống như chính ông Ngô Tuấn Kiệt cũng phải xác nhận, cũng phải công nhận giống như những gì Khải nói. Đó là những cái thành phần to mồm chửi cộng trên mạng hoặc là vòng vòng bô sa này, thì với cái nhìn của Khải, với cái kinh nghiệm hiểu biết của Khải, thì Khải thấy rõ ràng những cái thành phần to mồm đó chỉ là một cái đám phường chèo, những con rối, nếu mà không nói là những cái con rối mà do ông Võ Văn Thưởng sai khiến sử dụng. Thì giống như Khải nói, nếu mà không trực tiếp trả lương, không trực tiếp mà sai khiến đó, thì cũng là bị ông Võ Văn Thưởng, bị Đảng Cộng sản Việt Nam qua những cái cán bộ trung cấp, đúng không ạ, qua những cái agent ở đây, là họ lợi dụng, họ khai thác, họ giật dây, họ biết bấm nút, họ biết cách mà coi như là, nếu mà không trực tiếp sai khiến thì gián tiếp họ có những cái phương thức để mà họ sử dụng những cái thành phần, những cái bọn phường chèo, những cái bọn to mồm này á, trở thành những cái công cụ để mà phục vụ cho những cái mục đích của ông Võ Văn Thưởng, tức là của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì giống như Khải đã nói rồi, Khải nói là kể cả Trương Quốc Huy, giống như Khải nói, tức là chỉ là những cái công cụ để mà trở thành những cái useful idiot, những cái thằng dốt, những cái con rối, nếu mà không trực tiếp do Đảng Cộng sản Việt Nam sai khiến. Đương nhiên là không phải trực tiếp do ông Võ Văn Thưởng, nhưng mà giống như Khải nói là qua cái chính sách, cái chủ trương, cái đường lối và cái chỉ thị, nghị định, thì có những cái agent, tức là những cái cán bộ, những cái nhân sự, Khải không dám khoe là Khải biết, Khải chỉ có thể đoán thôi, thì ở đây họ có đầy bên đây hết, và họ có đủ cái điều kiện, cái bản lĩnh, cái khả năng, nếu mà không trực tiếp sai khiến ra lệnh điều động thì họ vẫn có cách để mà họ khiến cho những cái thành phần con rối phường tuồng này làm những cái việc theo cái đường lối, phục vụ cái chủ trương, cái đường lối, cái mục đích, cái nhu cầu của ông Võ Văn Thưởng, của Ban Tuyên giáo, của nhà nước Việt Nam. Thì giống như Khải nói là cho dù là như vậy, thì cái mà gọi là các thế lực thù địch đó, những người mà to mồm chống cộng đó, những đám phường chèo bịt bợm, nếu mà quý vị đã dẹp được họ, tức là nếu mà nói về cụ thể giống như một cái cá thể mà đã hạ sát được họ, đã bỏ vào họ vô được quan tài, hạ huyệt, lấp đất rồi đó, thì không có nghĩa là không còn người chống cộng. Thì mấy tháng trước Khải có nói, cho dù là quý vị đã triệt hạ hết, đã mua chuộc được hết, như là cái đám mà dân cử mafia, bọn dân cử bịt bợm, bọn phường tuồng rác rưởi đó, mà mấy bữa trước mà lên San Jose để mà khấu đầu với ông David Dương đó, thì không có nghĩa là cái bọn đó nó đầu hàng quý vị, nó quy phục quý vị, là người Việt ở hải ngoại, là không còn ai chống cộng hết. Thì Khải xin được đóng ngoặc cái chữ chống cộng. Thì nếu mà hỏi Khải có chống cộng hay không, thì Khải đã nói là vào cái thập niên 90, Khải là một trong những cái tiếng nói chửi cộng. Khải không dám nói là mạnh mẽ nhất, nhưng mà vào cái thời điểm đó, nếu mà những cái bạn dư luận viên, những cái bạn mà cuồng cộng,
Khải không có ý xúc phạm nha, tức là gọi là tin tưởng, yêu mến chủ nghĩa cộng sản, yêu đảng cộng sản Việt Nam một cách cuồng nhiệt đó, thì Khải gọi là cuồng cộng, chứ không có cái ý xúc phạm. Hoặc là những cái người muốn bảo vệ chế độ, hoặc là những cán bộ tuyên giáo mà lên trên mạng xã hội để mà phản biện là những người như Khải, thì chắc chắn đều biết là cái thời điểm đó Khải là một trong những cái tiếng nói mà chửi cộng mạnh mẽ nhất, triệt để nhất. Chỉ có là Khải nói là những năm gần đây thì Khải thấy là không có nhiều nhu cầu đó nữa. Tại cái chuyện chửi cộng nó đã, quý vị đã thành công khi biến cái chuyện chửi cộng trở thành một cái trò hề, nó không có tác dụng nữa, thành ra Khải không chửi nữa. Nhưng mà ngược lại, Khải cũng không phải là chống cộng một cách mù quáng, một cách gọi là cực đoan. Tại vì Khải không giống như cô Kẹo Ngọt cô nói đó, giống như ông Ngô Kỷ, Khải cũng không có một cái, nếu mà quý vị nhìn sơ qua thì quý vị sẽ thấy Khải không có một cái lý do gì để mà Khải căm thù cộng sản hết. Cá nhân Khải sinh năm 65 thì Khải vượt biên, Khải qua Indo Nam Dương năm 1979, lúc đó là Khải 14 tuổi. Mặc dù nếu mà hỏi ra, đương nhiên Khải cũng có những cái nhận thức, cũng đã định hình những cái chính kiến, những cái tư duy, có những cái chọn lựa, có lẽ sống của mình. Nhưng mà nếu mà nói về cái cá nhân mà có những cái hận thù ân oán thì thật sự mặc dù những cái người cậu bác của Khải thì rõ ràng là có người chết trong tù cộng sản, trại cải tạo, có ông bác là gọi là cánh tay mặt của ông Trần Kim Tuyến, thì rõ ràng là, nhưng mà thật sự Khải với những người đó cũng không có cái sự quan hệ thân thiết gì hết. Tức là nếu mà nói biết thì Khải biết vậy thôi, còn về trực tiếp cá nhân thì thật sự Khải cũng không có cái một cái ân oán gì với Đảng Cộng sản, với chính phủ Việt Nam hết. Thành ra Khải cũng không có phải là một cái dạng chống cộng cực đoan để mà lúc nào cũng phải là căm thù cộng sản, lúc nào cũng đòi phải lật đổ chế độ cộng sản. Khải hoàn toàn không có cái nhu cầu đó và Khải không có cái chủ trương đó. Nhưng mà giống như Khải nói hồi nãy đó, Khải là chủ trương là công lý và sự thật, bảo vệ diện dương công lý và sự thật. Và Khải mong muốn mình góp phần, đúng không ạ, để mà xây dựng, bảo vệ, phát huy và là lãnh thổ cũng như văn hóa Việt Nam, để có thể tự hào là người Việt Nam. Thì giống như quý vị nói là muốn xây dựng một đất nước và là dân chủ và văn minh thì vậy thôi. Tức là Khải hy vọng, Khải bây giờ không gọi là bạn thượng nữa, tại vì ông Võ Văn Thưởng ông đó là chủ tịch nước rồi, thì Khải chỉ lặp lại, có thể đến ngày hôm nay là quý vị đã bình định, đúng không, đã dẹp loạn trong nước, là những cái công dân mà làm trái ý hoặc là vi phạm cái quy định của quý vị là dẹp loạn trong nước, cũng như là đã xóa sổ những cái là tổ chức thế lực thù địch, cũng như đã chiêu hồi, đã mua chuộc được hết những cái thành phần mà bát nhéo, nhân danh chống cộng, những cái thành phần to mồm như là Ngô Kỷ, như là Chí Tạ, như là Nguyễn Hữu Chánh này kia, là bây giờ chỉ là hữu danh vô thực, là ngoài miệng to mồm chi qua qua, mở miệng ra là chửi cộng, nhưng mà thật sự là như là nằm trong tay của quý vị để quý vị sai khiến hết rồi, không trực tiếp thì cũng qua trung gian. Thì Khải có nói, Khải nói, nhưng mà cho dù là như vậy thì Khải vẫn tiếp tục sẽ là cái tiếng nói đối lập. Khải phải dùng ông Võ Văn Thưởng để cụ thể hóa, chứ Khải nói Khải không là chống cộng, Khải không đòi lật đổ chế độ cộng sản, nhưng mà Khải cũng vẫn sẽ là cái tiếng nói, giống như bác Nguyễn Mạnh Cường nói, tiếng nói của lương tri, tiếng nói đối lập. Thì Khải hy vọng ông Võ Văn Thưởng sẽ thực thi cái nghị quyết 36 theo đúng cái tinh thần mà Khải nói là cái chiều hướng tích cực
tích cực, giống như bác Nguyễn Mạnh Cường nói là thay vì quý vị xin lỗi, nhìn nhận những cái lỗi lầm trong quá khứ, muốn xóa bỏ đi những cái gọi là những cái mà sai lầm của quá khứ, những cái hận thù trong dĩ vãng, để mà hướng đến tương lai một cách tích cực, chứ không phải là như gọi là định hướng cái nghị quyết 36 theo cái hướng của một số người ở bên đây mà họ lo sợ đó, tức là lũng đoạn cái cộng đồng người Việt hải ngoại, sử dụng những cái thành phần bát nhéo, biến họ trở thành những cái lãnh tụ đại biểu tiêu biểu cho cộng đồng hải ngoại, để đồng bào trong nước nhìn vào khinh khi, dè biểu người Việt hải ngoại, khinh khi những người chống cộng, để mà tạo ra cái sự gọi là phân hóa để mà bảo vệ chế độ. Thì Khả hy vọng ông Võ Văn Thưởng không có gọi là đi theo cái hướng đó, và Khả hy vọng nếu mà chính phủ Việt Nam, ông Võ Văn Thưởng mà có cái thiện chí thực thi cái nghị quyết 36 theo cái chiều hướng tích cực, thì sẽ không nhìn thấy Khải như là một cái thành phần đối nghịch, phản nghịch, cần phải triệt tiêu, cần phải chà đạp, cần phải vùi dập. Giống như Khải nói, Khải biết ở đây quý vị có đầy đủ nhân lực, cán bộ, agents để mà có thể chù dập Khải trực tiếp, gián tiếp, qua vấn đề gọi là bịt miệng, qua vấn đề gọi là một cách gọi là về vấn đề là chù dập cái uy tín, qua gọi là cái ở cái không phải là nghĩ cái bóng, mà nó là ở cái lĩnh vực gọi là uy tín, đúng không ạ? Hoặc là nó gọi là thể xác cũng như tinh thần, là trực tiếp cũng như gián tiếp, là quý vị hoàn toàn có cái khả năng để mà bịt miệng, để mà chù dập, đúng không ạ? Để mà coi như khiến cho gọi là mọi người đều phải tẩy chay Khải hết, tức là qua hình thức là hù dọa, qua hình thức gọi là bôi bẩn, để mà từ từ là Khải không còn cái quan hệ nào hết, không ai còn dám giao du với Khải hết, ví dụ như vậy, kể cả cho người mà gọi là một cách dùng từ physically đó, tức là như là tấn công Khải, gọi là hành hung Khải về thể xác luôn, chưa kể là về tinh thần cũng như là mặt tài chánh, về mặt quan hệ, ví dụ như vậy, thì quý vị hoàn dư sức để có khả năng để mà làm những cái việc như vậy, chứ không phải như hồi xưa. Ý Khải nói là bây giờ cánh tay núi dài, thì Khải biết ở đây quý vị đã có đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng, cán bộ, nhân sự cũng như là tài chánh để mà thực hiện những cái chuyện đó. Nếu mà quý vị cảm thấy là muốn bịt miệng, muốn chù dập những cái đối thủ, hoặc là những cái đối tượng mà quý vị muốn chù dập, thì Khải hy vọng là quý vị sẽ không có chọn lựa cái phương thức đó. Giống như bác Cường nói, Khải hy vọng ông Võ Văn Thưởng là đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam, đại diện cho cái chính sách của chính phủ Việt Nam trong tương lai, thì sẽ nhìn thấy những người như Khải là những tiếng nói của lương tri, những tiếng nói đối lập. Tức là hồi mấy hôm trước là anh Phúc, anh cũng ngồi đây, anh nói, anh ngồi trên trả lời Phú Sa TV đó, anh có nói là cái chuyện đó thì không phải anh Phúc nói, mà ai cũng biết, sống trong xã hội văn minh thì thế kỷ 21 ai cũng biết. Nó là những cái người critics, tức là ở những xã hội ở thế kỷ 21, những xã hội văn minh bây giờ, người ta chấp nhận những tiếng nói, những lời phê bình. Nhưng mà critics này, nếu mà nhìn ở cái sự chuyên nghiệp đó, có nghĩa là nó phải là tiếng nói công tâm, tiếng nói của lương tri, có nghĩa là mình phê bình, mình nêu ra những cái sai trái, mình phê phán nhưng mà một cách công tâm. Thì Khải hy vọng, nói đi thì phải nói lại,
thì Khải cũng sẽ làm cái việc đó một cách rất là công tâm, chứ không phải là có một cái sự thù oán gì đó để mà Khải phải lên mà Khải lôi chính phủ Việt Nam ra để mà soi mói, để mà dè biểu, để mà biêu xấu, thì Khải cũng sẽ không làm chuyện đó. Nhưng mà ngược lại, Khải có sao nói vậy chứ Khải cũng không có sợ gì để mà Khải phải đi mà bưng bô, phải đi mà la liếm, để mà nói một chiều, để mà chỉ tô son điểm phấn cho ông Võ Văn Thưởng hoặc là cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, cũng như không có tự nhiên mà đi bị chuyện để mà đi bôi xấu nhà nước Việt Nam. Thì mấy tháng trước Khải có nói là Khải chỉ có một cái mạng thôi, thì Khải xin minh định, Khải nói đây là đương nhiên Khải không có cái ảo tưởng, cái nhu cầu để mà nói là Khải có một mạng, đây là Khải sẽ đổi mạng với ông Võ Văn Thưởng. Khải không có tư cách đó, mà Khải cũng không có cái nhu cầu đó. Nhưng mà khi mà Khải nói Khải chỉ có một cái mạng, là Khải nói Khải sẵn sàng chấp nhận. Khải không có gì để mà luyến tiếc, để mà lo sợ hết. Và cái tiếng nói của Lương Chi thì Khải cũng sẽ tiếp tục, Khải lên tiếng, nói những chuyện cần nói. Và giống như Khải đã trình bày, Khải hiểu là quý vị ở đây, quý vị có dư khả năng, dư nhân sự, điều kiện tài chánh, nhân sự, những thành phần gọi là có thể được thuê mướn đó, dù đảng, vô gia cư, khùng điên, để mà làm những cái việc mà nếu mà quý vị cảm thấy là cần phải trừ khử, cần phải bịt miệng, cần phải khủng bố, cần phải đàn áp những đối thủ, những cái đối tượng nguy hiểm, những cái đối tượng mà thù địch đó. Nhưng mà Khải không sợ. Khải nói đây, Khải nói Khải chỉ có một cái mạng, là ý Khải là như vậy. Khải chỉ có một cái mạng thôi. Và có thể là ngày hôm nay Khải ngồi đây, cái tiếng nói của Khải nó không đến được tai, nó không có đi vào lòng của đồng bào trong nước, của đồng hương ở đây. Nhưng mà Khải vẫn phải nói là Khải hy vọng, nếu mà YouTube nó còn tồn tại, những cái tiếng nói của Khải nó còn tồn tại, thì ít nhất những thế hệ mai sau biết được rằng là ngày hôm nay, vào cái thời điểm này, vào cái thời đại này, cái thế hệ của Khải vẫn có những người như Khải dám giống lên những cái tiếng nói của Lương Chi và nói lên được những cái điều cần phải nói. Dạ vâng, đó là cái chia sẻ của Khải hôm nay. Một lần nữa chúc mừng anh Andrew Lê, chúc mừng hãng xe VinFast ông Phạm Nhật Vượng, cũng như là chúc mừng ông Võ Văn Thưởng mới được bổ nhiệm làm hoặc là mới được bầu cử bầu nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới.